Đã bao giờ mà các bạn cảm thấy kiểu rất là mất bình tĩnh này, hoặc là kiểu khi mà cãi nhau xong với một ai đó thì mình thấy rất là kiểu khó chịu, rất là kiểu bực mình. Giận dữ thì thực chất là rất tự nhiên, rất là bình thường. Bởi vì những cái ví dụ như là những cái căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, những cái áp lực của các bạn. Và thực sự là không có gì sai khi mà chúng ta cảm thấy bực mình, chúng ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cái điều quan trọng là cách chúng ta xử trí như thế nào với cơn giận, hoặc là chúng ta có thể kiềm chế cơn giận như thế nào. Cách đầu tiên đó là hít thở sâu. Mình có thể hít thở khoảng tầm 2-3 lần. Bởi vì khi mà hít thở sâu ấy, thì mình sẽ cảm thấy thoải mái và sẽ kiểu giữ lấy lại được cái bình tĩnh của mình. Việt kia đi học chưa? Ngồi nói linh tinh luyên thuyên cái gì ấy? Hít hít cái gì? Tí vào đây ăn đòn. Cách thứ hai đó là chúng ta có thể nghĩ tới những cái kỷ niệm đẹp giữa hai người để thuyết phục bản thân. Đó là mâu thuẫn chỉ là tạm thời, là một cái hành vi chớp nhoáng. Còn cái tình bạn, cái tình mẫu tử hay là cái mối quan hệ tốt đẹp mới là lâu dài. Không thể nào để bị ảnh hưởng hay để thay đổi chỉ vì một cái hành vi chớp nhoáng được. Càng nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp thì sẽ càng có xu hướng nguội lại, bình tĩnh hơn để nghĩ tới lâu dài. Cách thứ ba đó là kỹ thuật hết giờ, hay còn gọi là tạm lắng. Tức là tách bản thân mình ra khỏi cái bối cảnh và cái sự tương tác khiến cho cơn nóng giận bị kích thích. Ví dụ như là chúng ta có thể đi ra chơi game này, thì phải có một cái khung thời gian rõ ràng. Ví dụ như là mình chơi trong vòng 1 tiếng, và phải có một cái thỏa thuận là mình sẽ quay lại. Thì khi quay lại, mình khi bình tĩnh rồi thì mình sẽ tiếp tục giải quyết mâu thuẫn theo cách hòa bình, hoặc là theo một cái thương thuyết nào đấy. Còn nếu làm sai mà không nói gì, cứ thế bỏ đi hoặc là đi liền cả buổi, nhiều ngày không liên lạc lại hoặc là không nói gì về cái việc này, sẽ tiếp tục giải quyết thế nào thì sẽ bị phản tác dụng. Tức là người kia sẽ thấy là mình bị coi thường, càng tức hơn, hoặc hiểu rằng là mình đồng ý theo cái cách của họ. Và cách thứ tư đó là bạn nên suy nghĩ một cách tích cực thay vì tiêu cực để có thể điều khiển được cái cảm xúc một cách sớm nhất. Ví dụ như khi bạn thấy mẹ bạn cứ bắt mình học, còn anh chị bạn thì lại chẳng nói gì, thì thay vì nghĩ tiêu cực là mẹ phân biệt đối xử, yêu quý anh chị hơn mình, thì hãy nghĩ tích cực theo hướng như thế nào. Thực ra thì không có một cái giải pháp nào mà hiệu quả 100%, mà đều phải kết hợp các cách khác nhau. Và trong đó cái yếu tố suy nghĩ tích cực là một cái vai trò quan trọng nhất. Chắc chắn là sẽ không thể có một cái công thức cố định nào cho mọi tình huống. Thế nên quan trọng là bạn phải biết cách linh hoạt, tức là tùy vào tình huống và có những cái cách xử trí mà bạn cảm thấy là đúng. Những cái bước trên, những cái cách trên thì xem chừng khá là đơn giản khi mà chúng ta bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ khó khăn khi mà các bạn không còn giữ được cái cơn giận của mình. Thế nên điều quan trọng là chúng ta cần phải giữ được bình tĩnh và phải linh hoạt trước mọi tình huống.